dạ, bởi vì chúng ta cũng phải tôn trọng những xung quanh, bởi vì là họ cũng còn phải đang làm việc nè, tập dạy cái game, khi mà người ta nói risk đó thì người ta sẽ dựa vô gia đình của bạn đúng không? Người ta sẽ dựa vô gia đình bạn là ở gia đình như vậy sẵn rồi cho nên thì nhỏ này risk hết là đúng, thì cái đó là chính xác. Nhưng mà thì cho nói cũng tùy theo người, người ta thể hiện cái sự risk hết của người ta như thế nào. Giống như có những người risk hết thì người ta đi ăn, đi chơi, đi phá, kiểu như là đi vô bar người ta phá cả trăm triệu. Còn có nhiều người đó người ta vẫn đi làm bình thường mà người ta vẫn risk hết, cho đi du học bên Mỹ, cho đi làm pha chế và cho kiếm được, làm kiểu part time, đi học xong về là kiểu cũng có chia sẻ với ba mẹ là con đi làm này nọ, ba mẹ cứ kêu là nếu con cứ, tại vì gia đình cho rất ủng hộ về việc cho đi làm và tự thân tự giác đi làm, thì gia đình thấy được vậy gia đình vui. Thì Choi khác với những người khác á, là Choi bình thường Choi rất là giản dị. Nếu mà có nhiều người gặp Choi ngoài đường á thì có thể nghĩ là sao nhỏ này nó ăn mặc vậy, nhà nó giàu mà sao nó ăn mặc. Tại vì Choi đi ra ngoài đường á, Choi không quan tâm là phải đi vô những chỗ mà thực sự kiểu như Sheraton để ăn này nọ, không quan trọng. Miễn sao Choi cảm thấy Choi thoải mái, Choi vui vẻ. Mình thường Choi ra ngoài Choi mặc đồ kiểu quần sò, áo thun, như là mang dép Lào, chỉ xách cái túi thôi. Không ai nghĩ là Choi là con, một đứa con của nhà như vậy đâu. Choi mặc đồ giống như những bộ đồ Choi đang mặc bây giờ là chỉ có khi đi ăn với gia đình hoặc là đi những cái sự kiện giống vậy thôi Choi mới mặc đồ. Không thì kiểu nhiều khi đi ăn với người yêu mà vô mấy kiểu sang trọng á thì mới mặc. Còn không thì kiểu nhiều khi đi ngoài đường á, bạn bè nó thấy là cứ nghĩ là con nhà giàu thì cứ chắc mấy đồ mày mặc chắc cũng nhiều tiền lắm ha. Mà thật chất không có, nó có mấy trăm ngàn à. Mặc đồ Choi hay mua của mấy cái shop khác á, mấy cái brand khác giống như brand của Choi vậy á. Không thì Choi mặc đồ shop Choi rồi. Gia đình Choi là một cái công ty như vậy thì Choi phải đi theo gia đình và Choi phải giúp gia đình, cho nên là cái này là chỉ mở theo một cái kiểu nè, theo một cái Choi thích thôi. Choi thích thời trang thì Choi làm như vậy, thì cũng phải đặt ra dĩ nhiên là đang có những dự tính sẽ mở những cái homestay và những cái cà phê sau này, chẳng hạn như năm sau hay năm kia. Giống như là Choi đang có những cái dự định như là khi mà nhắc về cái tên Choi á thì người ta sẽ biết là Choi này có mở shop này, mở homestay này, mở cà phê này. Gia đình là tay phải và mở thêm một cái cánh tay trái là của riêng Choi. Chứ Choi không thích người ta nói là cái đó là cái này chắc của gia đình. Không, có đủ bản lĩnh hay không, đủ bản lĩnh hay không là do sức của mình, chứ không phải là do kiểu chắc nhỏ quá nên không làm được gì hết. Với lại kiểu chắc nhỏ này con tiểu thư trong gia đình vậy chắc cũng không làm được gì. Quan trọng là mình có làm được hay không, chứ mình không quan trọng là người ta nói mình có làm được hay không.